Ông Trần à? Tôi đang ở nhà. Hả? 2.000 nào? Ông đang ở dưới nhà tôi à? 2.000. Rồi, tôi hiểu rồi. Rồi đây 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 đây, có ngay. Chờ tí nhá. Gì đấy? Vợ chồng nhà chật hẹp đến chơi. À thế à? Ừ. Nhặt nhá. Ê, chào, gặp nhau ông bà. Hai vợ chồng. Hôm nay rảnh rỗi đến thăm ông bà. Nhưng mà này, khu nhà ông là khu VIP. Thế mà cứ mỗi lần lên đây chơi lại phải mất 2.000 đi thang máy là thế nào? Trời ơi, có cái gì đâu. Ban quản lý ở đây người ta cố tình làm như thế để thế tránh à? Mấy cái thằng vô công rồi nghề. Chả có cái việc gì, cứ vào thang máy bấm rồi lên lên xuống xuống. Mình mà. Không, nhưng mà thế cũng tốt. An ninh chứ là đảm bảo đấy. Sau này ông bà có cái nhà mới thì ông bà cũng thấy nó hợp lý ngay. Đúng hợp lý thôi. Cô hẹn ngồi chơi. Ôi trời ơi. Ngồi nước cô. Này, đẹp quá anh Thắng à. Được không? Đẹp quá thế này này. Bỏ công hai vợ chồng em bỏ buổi chợ đến đây thăm nhà hai bác. Ôi trời ơi, đẹp quá. Ôi trời ơi, sàn xiếc này, bóng lộn này thế này này, ôi trời ơi. Anh Thắng này, có khi tối nay phải cho vợ chồng em ngủ dự thính ở đây thôi. Ông Trật ơi, góc nhà thế này thì đẹp quá. Thoải mái thôi, nhà còn nhiều phòng lắm, cứ thoải mái. Ôi trời ơi, đẹp quá. Phải công nhận là vợ chồng tôi thấy cũng là may đấy. Đấu đá mãi mới mua được cái nhà này đấy, đúng chứ không phải đơn giản đâu. Khó khăn đấy. Chị lớn cả đời mà đi. Nếu mà nói thật chứ là đẹp quá này này, đúng rồi. Giả nữa cả xiếc này rồi. Thôi sao? Biết bao giờ cho nhà em mua được. Ôi. Ở kìa, hoa hoa. Đây. Sao em lại cứ ngưng lương thế này? Anh đứng thẳng. Trụ về bên phải, trụ về bên phải. Nó nghiêng bên nào thì trụ sang bên kia. Rồi. Tôi. Chân. Sao thế hả ông ơi? Ngồi xuống. Ông chưa quen, ông cứ ngồi xuống. Không, nhưng mà cứ mỗi hôm gió to nó lại thế mà. Ôi trời. À không. Ông đang sống trong một thế giới nghiêng 23 độ 6. Chưa quay được chút nào. Tí là hết ngày mà. Ổn chưa. Đấy, chịu khó đứng như thế này nhá. Rồi. Hết rồi đấy, hết. Đỡ chưa? Đỡ rồi. Đỡ rồi đấy. Rồi, đứng thẳng lên. Là trên nước. Hết cả đầu này. Thế này thì khó quá nhở. Này, cô cho tôi vào rửa mặt mũi cái. Này nhiều ống nước thế này hả mày? Trời ơi, chúng ta suốt ngày sống trong cái nhà 9m2 chẳng biết gì về thời cuộc hết. Như thế này ý, người ta gọi là modern, nội thất về toilet mới nhất bây giờ đấy. À thế hả? Đấy, cái này thì vặn ở đâu? Đây để tôi vặn cho. Đây, khăn mặt đi, rửa mặt đi. Ôi dồi, nước gì mà đỏ quạch như là nước phù sa sông Hồng thế này. Ôi dồi, mùi tanh tanh thế nào ấy mà ơi. Tanh là tanh thế nào? Hả? Tôi nói cho cô biết nhé, nước này là nước hiếm có khó tìm đấy. Không ở đâu có cái loại nước như ở đây đâu. Đấy, mà cô thấy cái màu ấy. Đấy, cái màu đỏ đỏ, đấy là chất sắt đấy. Mà cô có biết chất sắt là cần thiết cho cơ thể như thế nào không? Nhất là những cái bà mẹ mà đang mang thai, nhiều khi người ta phải bổ sung viên sắt vào đấy. Ừ, tôi cũng thấy bảo thế đấy. Đấy, rửa đi. Ôi gì, bổ béo thế này thì có khi mình phải tắm ấy chị Lị. Tất cả là sắt thật bé bé đâu. Ông nên nhớ là phải tránh dao động âm thanh. Ừ. Ông đang sống trong một thế giới khác, ông hiểu không? Bây giờ ông cứ gào to cho chân ông dập tình thịch thì nó rụng hết xuống thì làm sao? Nhưng mà xem nó bóng mà lại không hô lên thì không được. Đến tiếng tôi còn phải tắt đi kìa. Không được gây tiếng động mạnh. Ừ. À,
hàng xóm nhà tôi có hai ông bà già khó tính lắm. Bây giờ ông cứ hét lên người ta giật mình rồi người ta ngã từ trên giường xuống đập đầu xuống phiền lắm. Thôi được rồi, bây giờ tôi xem trật tự. Trật tự ngồi yên, ngồi yên mà xem nhé. Đừng có dựa vào. Sao? Đừng có dựa vào tường. Làm sao? Nó bong. Bong cái gì? Nó bở hết quần áo của ông ra. Tường nhà tôi là xây bằng loại xi măng siêu bền. Nó có khả năng phá vỡ và bào mòn tất cả những cái gì mà nó đụng phải. Hiện đại hết rồi. Thì thế thì nó mới xong, thế nó mới ở được lâu. Nhá. Thôi xem đi. Trời ơi. Ra mở cửa. Dừng lại. Ông mở cửa làm gì? Cho toáng. Không được đâu, không ra ban công được đâu. Tại sao? Ông ra đấy rồi thì ban công nó chìa ra, nó bở, nó bửa. Ông ra ngoài đấy, ở trên tầng nhà tôi là có nhiều trẻ con lắm. Ông ra ngoài đấy rồi nhỡ chúng nó lại rơi cho cả chậu hoa vào đầu. Ai chịu trách nhiệm? Không cần mở cửa đâu. Vào xem tiếp đi. Mà bí lắm. Thôi được rồi, bí phải chịu. Chào bao, chào bếp, xin gặp cô Sơn Ca, chào cô. Xin gặp anh Thích Trè, chào. Chào anh. Vâng, chào cô. Cô làm cái gì mà trông như con điên thế này? Ủa đâu? Gọi bằng dầu gì? Gội bằng dầu ống mượt như tơ. Mình thấy thế nào? Ống mượt như tơ mà như thế này à? Tơ gì? Cũng là tơ vò. Thật mà. Sao người cô ấy có cái mùi gì như mùi cá ươn ấy? Cái gì ông này? Cô chui vào đây cô ăn vụng cá nhà người ta à? Nhà vệ sinh làm gì vụng cá? Hay là tắm bằng cái nước nuôi cá? Trời ơi! Tắm bằng dầu cảm xúc của người ta đấy. Gửi lại cho xem. Dầu cảm xúc? Cái mùi này thì bố ai mà cảm xúc được. Mùi này như là mùi cá ươn ý, cô hiểu chưa? Này, mùi này còn hơn mùi nước mắm ông ăn hàng ngày đấy. Thôi, cô đi vào đi ngủ đi để anh em tôi còn sang đá bóng. Cái này quá này. Nhìn vào ngủ cũng thấy sướng à. Đội vào. Tôi bảo đội vào. Sao đi ngồi đứng ngủ cô hay nhờ, tôi bảo đội vào thì cứ đội vào. Cô ngủ đến đùa à? Cô chả hiểu gì cả. Đây là nhà cao tầng. Nhớ con chim nào nó lạc đàn nó bay vào hoặc là ong nó vào đốt cho chị sưng mặt à. Vẽ chuyện nó không sợ, không phải đội bảo đội là đội vào, không có làm sao thì ai chịu. Ê sao đây? Ê ông Thắng với ông Trật đây. Bà Hẹp và Bi làm sao thế này? Ôi chết rồi. Sao đấy? Ông ra ông bấm thang máy gọi cấp cứu cho tôi cái. Gọi cấp cứu. Không, thang máy không được. Không được ông ơi. Sao? Đi thang bộ lại mất tiền à? Không phải là mất tiền nhưng mà khổ lắm, bây giờ 4 người mà chui lên thang máy bây giờ tôi sợ là nó đứt cáp. Quý vị các bạn cũng thấy rằng là đây cũng là một cái cách nhìn cũng có phần nào hơi phóng đại và hơi hài hước của chúng tôi với một cái cách nhìn của Gặp Nhau Cuối Tuần. Tuy nhiên đấy là một cái sự thực mà trong cuộc sống của chúng ta cũng có, chứ không phải là không có. Phải không thưa nhà báo Phạm Thanh Tùng? Chúng ta vừa xem cái tiểu phẩm thì tôi cho là nó khái quát thôi. Nó tập hợp ở chỗ này một tí, chỗ kia một tí để trở thành một cái tiểu phẩm hài. Nhưng mà những điều nó đúng. Tôi có một cái suy nghĩ thế này trong cái cuộc đời mà hoạt động trong ngành xây dựng làm báo. Tôi nói này, cái ngành xây dựng ấy là mang tính nhân văn rất rất rõ. Nó ngược với chiến tranh. Chiến tranh là hủy diệt, là phá. Còn xây dựng là xây dựng đấy. Thế nhưng mà xây dựng mà để lại một cái sản phẩm như vừa rồi, để lại cho những người ở, tức là xã hội như chúng ta đấy, được ở đó, thì cái đó là không chấp nhận được. Và tôi thấy rằng là chúng ta cũng đang cố gắng làm lành mạnh hóa cái thị trường xây dựng, cái môi trường xây dựng, nhưng có lẽ là phải có nhiều ý kiến của cộng đồng, phải có giám sát của nhân dân thì có lẽ nó mới tốt được.
Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi không thể nào có thể nói hết, phản ánh hết tất cả những thực tế đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đã có một cái nhìn rõ nét hơn về đấu thầu, đặc biệt là đấu thầu trong xây dựng. Tất nhiên không phải là cuộc đấu thầu nào cũng đều mang tính tiêu cực. Chúng ta vẫn đang thấy từng ngày từng giờ những công trình mới đang mọc lên, những ngôi nhà mới đang mọc lên và những công trình công cộng cũng đang mọc lên để phục vụ cho nhân dân, cho cộng đồng. Và chúng ta có thể tin tưởng rằng không phải là công trình nào cũng mang lại cái sự lo lắng cho những người sử dụng. Quý vị các bạn cũng thấy là càng ngày thì các cơ quan nhà nước rồi ngay đến cả nhân dân của chúng ta cũng đều đang gióng lên những cái tiếng nói, những cái hồi chuông báo động và sự giám sát của các cơ quan nhà nước cũng như con mắt, tai mắt của nhân dân cũng đang càng ngày càng được phát huy. Và chúng tôi hy vọng rằng tất cả những cái công trình đó sẽ càng ngày càng có chất lượng, những nhà thầu cũng sẽ thể hiện rõ cái chất lượng và đúng cái năng lực phẩm chất của mình. Xin được cảm ơn nhà báo kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, cảm ơn quý vị và các bạn. Và chúng tôi cũng rất mong quý vị và các bạn đồng cảm và chia sẻ với chúng tôi. Và nếu quý vị và các bạn cảm thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta còn có những vấn đề mà chúng ta cần phải góp tiếng nói, chúng ta cần phải đấu tranh để xây dựng, thì quý vị và các bạn hãy đừng ngần ngại, hãy gửi thông tin đến cho chúng tôi. Thưa quý vị, chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần với chủ đề đấu thầu xây dựng của chúng tôi hôm nay xin phép được dừng ở